Mở đầu tập 2 phim Ngày Cưới Mình Đã Yêu, khán giả đã hiểu hơn về bộ ba bạn thân Hạ Nhã Phương, Sơn Bảo Khanh và Đô Chí Thiện. Họ rất hiểu nhau, là tri kỷ của nhau và sống rất vui vẻ, có phần hài hước. Tuy nhà có hai cô con gái nhưng chỉ có Đô là người nấu ăn ngon nên anh thường xuyên phải đảm nhận công việc này. Một đồng nghiệp của Tùng Nhân Phúc Dinh gọi đến thì Hạ mới phát hiện ra mình cầm nhầm điện thoại. Đến lúc này cô mới gọi điện cho Tùng trong khi anh chàng đã chờ đợi cuộc gọi này dài cổ. Tùng bất ngờ khi Hạ lại có thể dễ dàng biết password từ 1 đến 4 mà mở được điện thoại của anh. Cô lý giải rằng vì đầu óc của anh thô sơ đến độ chỉ nghĩ ra được cái bát như vậy thôi. Hạ còn liên tục nói những câu khiêu khích khiến Tùng tức giận. Cô nàng cho rằng phải gặp những người không ra gì thì mới nhận ra có những người cực kỳ tốt đẹp. Tùng tức giận nhưng không muốn đôi co nên đòi Hạ hẹn thời gian để đổi trả điện thoại. Anh cũng không quên hỏi password điện thoại của Hạ. Tùng bất ngờ khi cô cho biết mật khẩu cũng là từ 1 đến 4. Đến đây, Tùng có dịp lên giọng, nghe phức tạp quá, phức tạp hơn cái đầu óc thô ráp của tôi. Trong một diễn biến khác, Hạ và Sơn đang đi đường thì gặp một tiêu anh chàng cảnh sát giao thông mà Sơn quyết hạ gục. Sơn đã tiến lại gần để hành động nhưng có vẻ không có kết quả. Hạ đang đau đầu vì chưa đủ tiền trả tiền thuê nhà. Cô đành phải trả lắt nhắt nhưng với tài mồm mép của mình, bà chủ nhà đã đồng ý cho Hạ thêm 1 tháng. Giải quyết xong việc tiền nhà, Hạ tiếp tục đi gặp mẹ chồng tương lai mẹ năm nhân ngày của mẹ. Vừa gặp, Hạ đã khen mẹ nam trẻ trung nhưng bà vẫn tỏ rõ thái độ không ưa gì cô. Dù vậy bà vẫn dọa Hạ rằng con trai mình là một người rất sợ mẹ và nghe lời mẹ. Tuy nhiên, Hạ vẫn lợi hại đáp lại, với con, anh nam yêu mẹ là một điểm cộng. Mẹ nam bắt bài Hạ ngay và thẳng thắn khẳng định, còn với bác, một người con gái lanh mồm lanh miệng quá là một điểm trừ. Dù vậy, bà vẫn mời Hạ vào nhà và cho biết nhà đang có khách. Hạ mua dưa hấu đến biếu mẹ nam nhưng xui xẻo thay, chiếc túi bị thủng, trái dưa rơi, dở đôi trước cổng. Hạ nhanh nhẹn gói lại nhưng khi vào trong nhà nam, cô loay hoay không biết xử lý ra sao với nó. Trong khi đó, Tùng thích thú khi cầm điện thoại Hạ và nhận được tin nhắn đòi nợ. Từ bao giờ em thành chú chổm vậy, Tùng nhắn cho Hạ. Cuối cùng, Hạ cũng bổ được thành 4 miếng nhỏ xíu ra mời mẹ nam và khách của bà. Xui xẻo hơn cho Hạ, họ là những người đang đi quyên góp từ thiện, mẹ nam đã ủng hộ 2,5 triệu đồng. Bà ngỏ ý hỏi Hạ có muốn ủng hộ không? Tất nhiên, trước mặt nhiều người như vậy, làm sao cô có thể nói không? Hạ ủng hộ 500.000 đồng mà tiếc đừng khúc ruột. Cứ vào ngày 27 là Hạ lại thấy cô đơn vì nhớ đến ba, cô thường đi uống rượu say. Sơn và Đô đều biết điều này và lo lắng cho Hạ. Tuy nhiên, Hạ vẫn đi uống rượu một mình. Cô tâm sự với bà chủ quán về món nợ lớn của mình do một lần bị lừa. Hạ vẫn giấu nam về món nợ này vì không muốn anh bận tâm. Tùng gọi cho Hạ vì cô hẹn 8 giờ tối sẽ gặp để đổi lại điện thoại. Hạ cho biết mình đang ở quán gỗ. Tùng chạy đến gặp Hạ trong tình trạng say khướt. Trong cơn say, Hạ đã nói từng mơ thấy Tùng và trách móc anh, lúc nào cũng để tôi phải chờ đợi. Đôi mắt ngấn lệ của Hạ khiến Tùng rung động. Hạ cần đi vệ sinh gấp nên Tùng đã đưa cô về nhà anh. Trong khi vô tình dòi nước võng, hai người cùng ướt. Tình cũ không rủ cũng tới, Hạ và Tùng đã qua đêm với nhau. Hạ còn nằm mơ nhớ lại khoảnh khắc ngọt ngào của cô và Tùng trước đây.
Tuy nhiên, thực tế, mở mắt ra, Hạ hoảng hốt khi thấy mình và Tùng đang trên giường. Cô không nhớ gì chuyện đêm qua bởi khi đó qua say xỉn. Hôm nay cũng chính là sinh nhật của Hạ. Vì thế, sáng sớm, Nam đã ôm Hoa đứng sẵn dưới cổng chờ. Hạ nói dối quanh co nhưng đều bị lậu ngay bởi mẹ cô, Đô, Xuân và Nam cùng gặp nhau trước cổng nhà Hạ. Hạ không biết nói sao nên đành tắt máy. Lúc này, Tùng cũng tỉnh giấc. Hạ và Tùng sẽ đối mặt với nhau ra sao? Đặc biệt, cô sẽ giải thích với mọi người như thế nào về việc đi vắng đêm qua và nói dối dòng do. Mời quý vị đón xem các tập tiếp theo phim Ngày ấy mình đã yêu phát sóng vào 21h40 tối thứ 2, thứ 3 hàng tuần trên kênh 3.